Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 369. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 369. Đường Thiên Phi không mặn không nhạt nói: "Ta đây còn là cha nuôi của Thái Sơ. Thái Sơ là cướp quyền lực từ trong tay ta đấy. Nếu như vậy thì từ thời Thái Cổ cho tới nay, quyền lực liên tục đảo quanh trong tay người một nhà các ngươi rồi." Tần Mục đứng thẳng dậy, thu hồi dáng vẻ tươi cười, thản nhiên nói: "Trong mắt của ta, tình trạng như vậy đã tới lúc kết thúc rồi." Hắn chậm rãi rút kiếp kiếm ra. Từ hành vi phóng đãng lúc nãy cho tới biểu cảm nghiêm túc lúc này, sự chuyển hóa rất thong dong, hắn thản nhiên nói: "Chư quân, thời gian một thiên đế già thống trị vũ trụ càn khôn này đã tới lúc chấm dứt rồi. Các người đã già rồi." Ánh mắt của hắn đào quanh từng vị thiên tôn, từng tên một, trên mặt không hề giấu giếm nét mỉa mai: "Các người già thật rồi, mục nát rồi. Các người mục nát không chỉ bởi vì đại kiếp phá diệt xâm nhập, mà các người còn mục nát bởi vì quyền lực ở trong tay các người đã quá lâu rồi, cũng trở nên mục nát rồi." Hắn bấm tay nhẹ nhàng phủi kiếm, kế đó dừng lại mũi kiếm: "Mà ta thì vẫn còn trẻ tuổi. Nếu như lúc này đưa ra so sánh thì các người không phải là đối thủ của ta." Càn giờ, hai gốc đạo thụ đột nhiên chấn động, lao nhanh về phía thuyền nhỏ. Chín vị thiên tôn thực được kẻ nào cũng cường đại. Cho dù trên đường đi bọn hắn đã bị khí tức đại kiếp tàn vỡ xâm nhập, đã bị lão hóa tới trình độ này, nhưng dù thế nào thì bọn hắn vẫn là thiên tôn đấy, vẫn có chiến lực vô biên như trước. Ánh mắt của Tần Mục hết sức tỉnh táo. Đột nhiên thuyền nhỏ dưới chân hắn tăng tốc, vội vã lao đi, không trực diện chống lại mấy vị thiên tôn trên hai gốc đạo thổ. Ở phía trên mặt sông hỗn độn Trường Hà này tuyệt đối không phải là một nơi có thể chiến đấu. Ở nơi này mà chiến đấu thực sự quá nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ ngã vào trong nước, sẽ bị đại kiếp phá diệt ăn mòn thành tro bụi. Mặc dù hắn hết sức có lòng tin về trận chiến với những vị thiên tôn này, nhưng mà hắn cũng cần phải né tránh, không để mình rơi vào trong hiểm cảnh. Ở phía trên hỗn độn Trường Hà, hai gốc đạo thụ cùng một chiếc thuyền nhỏ phá sóng bay nhanh, xuyên qua lớp lớp hỗn độn chi khí dày đặc, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở phía đuôi thuyền, Tường Thiên Phi tuổi già sức yếu, hai tay nắm chặt hai thanh Trảm Thần Huyền Đao, cố gắng ngậm chặt miệng. Trong miệng nàng lại có thêm một chiếc răng lung lay rụng đi rồi, nhưng đã bị nàng nuốt vào trong bụng. Thầm nghĩ: "Trong trận chiến này ta nên làm gì đây? Liều mạng với họ Tần kia, cướp lấy quái thụ quán, hay là liên thủ với hắn chống lại chín đại thiên tôn?" Nàng không thể đưa ra chủ ý. Ở bên phía Hạo Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Hơn nữa hiển nhiên là nàng không thể thần phục Hạo Thiên Tôn được. Đường đường là thái đế rong ruổi thiên hạ, chỉ có thể đứng trên người khác, không có khả năng làm tay sai. Nàng càng không thể đầu quân cho Hiểu Thiên Tôn được, bởi vì Hiểu Thiên Tôn sẽ là người đầu tiên không tha cho nàng. Mà nàng cũng rất hiểu Tần Mục đấy. Hiện tại trong mắt Tần Mục, tác dụng của các nàng càng lúc càng nhỏ. Nếu như Tần Mục lên bờ, chưa chắc đã không vội vàng ra tay trừ khử nàng. Tần Mục muốn cứu Lăng Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn, muốn làm vậy thì trước hết phải trừ khử nàng. Ngay lúc nàng đang do dự thì đột nhiên thuyền nhỏ lại dừng lại. Bọn hắn đã đến trước bờ bên kia rồi. Chiếc thuyền nhỏ này xông lên mặt đất, lập tức nhấc Tường Thiên Phi lên, sau đó lại hóa thành một thanh quải trượng được Tần Mục treo lên đường. Sắc mặt Tường Thiên Phi âm tình bất định, nàng nhìn mấy vị thiên tôn và các cổ thần trên hai gốc đạo thụ cũng nhanh chóng cập bờ. Hai thanh Trảm Thần Huyền Đao đột nhiên gào thét, chém tới chỗ của Hiểu Thiên Tôn đang đứng ở một góc đạo thụ gần đó, lạnh lùng nói: "Mục Thiên Tôn, ta ngăn cản Hiểu Thiên Tôn, ngươi diệt trừ bọn hắn." Nàng mà dứt lời thì hai tay lập tức vận lực, hai đạo sát khí đánh tới chỗ Hiểu Thiên Tôn thì lập tức quấn ngược trở về, một trái một phải nhắm thẳng vào đầu lâu của Tần Mục. Tần Mục sớm như đã lường trước được nàng sẽ ra tay với mình, hai đạo kiếm quang hiện hiện, hai tiếng bòn bòn giòn giã truyền tới. Hai thanh Trảm Thần Huyền Đao đã bị kiếm quang chặt đứt. Nội tâm Tường Thiên Phi cả kinh, ngay cả Trảm Thần Huyền Đao cũng đã bị đại kiếp tàn vỡ xâm nhập,
không có thể bảo trì được sức mạnh lúc trước nữa rồi. Trong tay của nàng, hai thân thể hai thanh đoạn đao vặn vẹo như rồng. Khi nàng vẫn tiếp tục thi triển đoạn đao, thì đột nhiên Tần Mục đã chuyển sang chỗ khác. Trong tay hắn kiếm quang lập lòe. Hắn vừa ra tay đã là phá kiếp kiếm. Kiếm quang như cầu vồng kích xạ về phía trước. Tường Thiên Phi quát tháo. Sau lưng của nàng từng tòa thiên cung mục nát hiện hiện, tổ hợp thành thiên đình. Thần thức cường đại của nàng cũng bộc phát, trùng kích tới chỗ Tần Mục. Đồng thời hai thanh sát khí thần đao trong tay nàng cũng vận chuyển, tổ hợp giao quấn nhau, giống như là trường tiên bay múa, xoắn giết đến chỗ Tần Mục. Đương một tiếng, một đoạt thanh âm giòn giã vang lên. Hai thanh chạm thần huyền đao dưới sự trùng kích của kiếm quang lập tức đứt gãy thành từng đoạn. Mà kiếm quang giống như cầu vồng cũng nhanh chóng xuyên phá thần thức của Tường Thiên Phi. Ở dưới kiếm quang kích động, từng tòa đại điện bên trong thiên đình của Tường Thiên Phi lần lượt bị quét sạch. Kiếm quang lướt đến tầng thứ nhất thiên đình, lại trùng kích đến chỗ khác. Những nơi kiếm quang quét qua, mọi thứ đều bị quấn sạch. Cầu vòng kiếm quang từ trên thiên đình của Tường Thiên Phi lao ra, nhanh chóng phóng tới chỗ Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Lăng Hiên Thần Hoàng đứng bên cạnh y cũng lập tức lên tiếng, thi triển thần nguyên nhất chỉ nghênh đón kiếm quang của Tần Mục. Lăng Hiên Thần Hoàng có thể nhìn thấy rõ ngón tay của y bị kiếm quang của Tần Mục phá hủy ngay trước mắt, mà đốt ngón tay đầu tiên của ngón tay trỏ của y cũng đã bị chẻ làm hai nửa, văng hai bên, kế đó là đốt thứ hai, thứ ba. Cùng lúc đó, Tần Mục đã vọt tới trước người Tường Thiên Phi, kiếm kiếm dựng thẳng, chuôi kiếm đào về phía trước, liên tục đẩy ra, nện lên gương mặt dày cộm của Tường Thiên Phi. Gương mặt Tường Thiên Phi bị biến dạng, từ trong miệng từng cái răng liên tiếp bay ra, thân thể nàng đã xoay tròn, bị đánh rơi vào hỗn độn trường hạ. Mắt thấy nàng sắp rơi vào trong lòng sông, thì đột nhiên một bàn tay đưa ra, bên cạnh xuất hiện một cành con của một gốc đạo thụ. Tường Thiên Phi đứng trên cào gỗ cười khanh khách nói, Mục Thiên Tôn, đa tạ người đã đưa ta qua một đoạn đường, ba con sông tiếp theo ta tự mình đi là được rồi. Trong miệng nàng đã không còn chiếc răng nào, miệng hở nên phát ra thanh âm cũng không rõ. Tần Mục thu kiếm, lạnh nhạt nói, Thái Đế, người đi sai hướng rồi. Nội tâm Tường Thiên Phi cả kinh, quay đầu nhìn lại thì thấy được mình kẹp ngay chính giữa của hai gốc đạo thụ. Đạo thụ đang cuốn lấy nàng ập đến bên bờ. Chín vị thiên tôn cùng với ba vị cổ thần nhảy xuống khỏi đạo thụ, đặt chân lên đất bằng. Tường Thiên Phi cũng đành phải lên bờ, nội tâm thoáng giận dữ. Không phải là ta sai, mà là một kích kia của ngươi đánh bay ta quay ngược về phía sau. Tiểu tử này ép ta với hắn thành kẻ địch mà. Chư vị, từ thuở nhỏ ta đã được cửu lão trong Tàn Lão thôn dạy, gia giáo quá mức nghiêm, cửu lão dạy ta phải kính già yêu trẻ. Cổ tay phải của Tần Mục nhẹ nhàng run lên, kéo lên kiếp kiếm. Kiếp kiếm cắm sau lưng hắn. Hắn mỉm cười nói tiếp, nhưng hôm nay không thể không đánh người ra một trận tàn bạo rồi. Mười vị thiên tôn, ba vị cổ thần, xin mời. Hắn nhấc chân trùng trùng điệp điệp đạp mạnh một cái, một tiếng nổ mạnh vang lên như lôi đình. Thần tàng lĩnh vực gào thét bành trướng. Mười vị thiên tôn và ba vị cổ thần tất cả đều rơi vào bên trong thần tàng lĩnh vực quán. Trên giải đất này cũng có kiến trúc Ngọc Kinh Thành. Hẳn đã ban đầu tại thời kỳ vũ trụ thứ tư cũng đã có người nghĩ đến Ngọc Kinh Thành và bắt tay vào việc xây dựng tòa thần thành này. Nhưng tòa kiến trúc cung điện kia, bởi vì không thể chống đỡ được sự xâm nhập của đại nạn phá diệt mà sụp đổ, chỉ còn lại là một đống đổ nát thê lương. Ngọc Kinh hiện tại giống như là Ngọc Kinh Thành do 16 vũ trụ trước thay nhau dựng, tổ hợp mà thành. Lúc này linh thai thần tàng lĩnh vực của Tần Mục đã trải rộng bên trên đống phế tích này. Những cột trụ các tòa đại điện đổ nát sừng sững đứng trong lĩnh vực của hắn chẳng khác gì là những dãy núi cao. Chỉ là bên trong những đống di tích cũ nát này có tích chứa khí tức suy vong, làm cho người ta cảm thấy bức bách khó chịu. Những khí tức này giống như là khói đen lượn lờ lúc núi lửa phun trào, thi thoảng lại phát ra thanh âm siêu siêu, giống như người chết thỏa dài, mang đến cho người ta một cảm giác ai oán. Trừ những khí tức kia ra thì còn có một đống đạo cốt đã bị hết uy năng, xương cốt ngổn ngang lộn xộn chôn lẫn bên trong đống phế tích. Ngẫu nhiên lại có một vài đoạn xương bị lộ ra bên ngoài. Hai giải đất kia hỗn độn trường hà bành trướng, từng mảnh hỗn độn chi khí như sóng hóa từ hai bên bờ sông bay lên, lập tức cuốn trôi những luồng khí tức ảm đạm kia. Mà bên trong hai dòng sông kia
có thể mơ hồ thấy được vô số bóng người đang giãy giụa chìm nổi. Những bóng người kia nhanh chóng bị mai một, hóa thành hỗn độn khí tức. Hai vũ trụ tan vỡ, tình cảnh trắng lệ, sáng lạn. Dù cho là họa thánh thì cũng không cách nào vẽ ra được một bức tranh hoàn mỹ như vậy. Dù là thi nhân vĩ đại nhất thì cũng không cách nào phác họa được hình ảnh kia. Mà phía trên đống phế tích Ngọc Kinh Thành bị kẹp giữa hai dòng sông kia, Tần Mục đang nắm chặt kiếp kiếm. Hắn đối diện với 10 vị thiên tôn và 3 vị cổ thần, trong mắt phát ra hào quang sáng ngời. Hiện tại 10 vị thiên tôn đều đã biến thành lão đầu và lão thái bà. Bọn hắn chia thành hai nhóm, đứng bên hai gốc đạo thụ. Tường Thiên Phi bị kẹp ở chính giữa hai gốc đạo thụ kia. Bọn hắn quay đầu nhìn mọi nơi, chợt cảm thấy thần tàng lĩnh vực của Tần Mục thực sự là thần diệu vô cùng. Bên trong có Tổ Đình, U Đô, Huyền Đô và cả chư thiên vạn giới, thậm chí còn có rất nhiều các tiên linh thần thánh. Không chỉ có vậy, ở bên trong thần tàng của Tần Mục còn có cả thiên cung. Đây là một loại thần thông nhập đạo bất phàm, cũng là điểm khánh khác biệt với mọi người. Thiên cung của những người khác đều là ở phía sau đầu. Thiên cung tổ hợp thành thiên đình, nguyên thần tọa trấn, ngồi ở bên trong thiên cung. Mà Tần Mục lại là một thiên tôn thần thông lập đạo, thiên cung quán lại như đóng vai trò phụ trợ, lơ lửng bên trong linh thai thần tàng, lộ ra dáng vẻ độc lập độc hành. Thậm chí ở bên trong lĩnh vực này còn có cả trời đất, có thiên công Tần Mục ở bên trên. Bọn hắn đưa mắt nhìn xuống dưới thì thấy được thổ bá Tần Mục đang đưa mắt nhìn lên bọn hắn. Bên trong các tòa chư thiên có vô số cổ thần Tần Mục đủ loại hình thái, lúc này cũng đang ngửa mặt lên trời nhìn bọn hắn chằm chằm. 10 vị thiên tôn cất bước tiến đến, ai cũng không kịp thở vào, vội đến chỗ Tần Mục. Bọn họ dò xét xung quanh, trầm trồ nói: "Không tệ, không tệ." Nghiên Thiên Phi còn thấy được quy khư thì khen: "Thậm chí ngay cả quy khư Mục Thiên Tôn cũng có thể sáng tạo ra. Rất giỏi, thực sự là không tồi." "Đây đều là hắn sáng tạo sao?" Hạo Thiên Tôn nhìn về phía Hiểu Thiên Tôn hỏi. Hiểu Thiên Tôn gật đầu: "Đều là do hắn sáng tạo ra." Hạo Thiên Tôn đưa mắt nhìn Tổ Thần Vương. Tổ Thần Vương tiến lên trước một bước, là giả nói: "Mục Thiên Tôn là giả, cũng phác họa được đến trình độ này, tự mình sắm vài chúa tể trong lĩnh vực của mình. Đây là ngươi muốn chết, ngươi có biết không?" Y nhếch mép cười, trong miệng y lúc này chỉ còn sót lại ba chiếc răng. Tổ Thần Vương bất ngờ thúc giục 48 món thiên địa chí bảo của mình, quát lớn một tiếng: "Không tôn trọng thiên đạo, không tôn trọng thiên công, ngươi thực sự là tiểu tử to gan, thiên đạo lĩnh vực." 48 món thiên đạo chí bảo hiển hiện, đột nhiên hóa thành một mảnh thiên khung, kế đó là một mảnh thiên khung khác. Trùng trùng điệp điệp thiên khung không ngừng chồng chất lên nhau, thoáng cái đã nâng Huyền Đô bên trong linh thai thần tàng của Tần Mục lên, cô lập Huyền Đô ở một chỗ. Cùng lúc đó, Kiều Khúc Thập Bát Loạn cũng quay hai chiếc trường giác của Hư Thiên Tôn. Trường giác điên cuồng sinh trưởng, nham thạch nóng chảy vốn đã khô cạn, lúc này lại một lần nữa phát ra hỏa diễm nóng rực. Ở bên trong trường giác lại xuất hiện từng dòng nham thạch chảy xiết. Ma đạo lĩnh vực. Hư Thiên Tôn run rẩy quát lớn một tiếng. Vô số u đồ ma đạo lĩnh vực liên tiếp trải rộng, chìm xuống dưới, bùa vây u đồ bên trong linh thai thần tàng của lĩnh vực. Lúc này Hiểu Thiên Tôn cũng ra tay, y lấy nguyên mộc ra thúc giục nguyên mộc. Gốc nguyên mộc kia cũng bị đại nạn phá diệt xâm nhập, trở nên héo rũ khô cằn. Nhưng khi Hiểu Thiên Tôn dùng Thái Sơ nguyên khí để thúc giục, vậy mà nó lại dần dần tản ra sức sống. Nguyên đồ bên trong linh thai thần tàng của Tần Mục cũng theo đó mà khó vận hành được, đoạn tuyệt với thần thế. Ba vị thiên tôn vừa mới ra tay đã lập tức định trụ ba thế giới quan trọng trong thần tàng lĩnh vực quán. Thủ đoạn rất cao siêu, khiến cho thần tàng quán khó có thể vận hành được. Bọn hắn tiếp tục tiến về trước, bước đến dưới gốc thế giới thụ. Tần Mục đứng dưới tàng cây, một tay xách kiếp kiếm ở sau lưng, một tay thì lặng lẽ bấm niệm pháp quyết, chờ đợi bọn hắn bước tới. Tường Thiên Phi liên tục đảo trong mắt, nàng bị hai gốc đạo thụ và chín vị thiên tôn kẹp ở chính giữa, tiến không được mà lùi cũng không xong, nội tâm không khỏi than khổ. Hạo Thiên Tôn nói: "Đứng tách ra, lĩnh vực quán rất cổ quái, dù là tiến công từ đâu thì cũng đều phải chính diện đối mặt với hắn. Bởi vậy, để có thể đánh chết hắn không phải tấn công từ nhiều phía, chỉ cần liên thủ tấn công từ một phía là được rồi. Dùng cứng chọi cứng, lấy lực lượng để đánh lực lượng sẽ có thể chém chết hắn." Thạch Kỳ La buông hộp nữ trang của mình xuống, hộp nữ trang rách tung tóe. Từ bên trong có hai vị thần khí Ngự Thiên Tôn nhảy ra. Trong tay gã lúc này
chỉ còn lại hai thần khí ngự thiên tôn này thôi. Dù là thần khí ngự thiên tôn thì lúc này cũng đã trở nên già nua, biến thành từng lão già họm hẹm rồi. Thạch Cư La điều khiển hai vị thần khí ngự thiên tôn, cười hăng hắc nói: Mộc Thiên Tôn, người còn lời nào muốn nói trước lúc chết không? Lúc đầu Hỏa Thiên Tôn vốn có ý định ra tay, nhưng nghe vậy thì dừng lại, lặng lặng chờ đợi. Lăng Hiên Thần Hoàng nâng bàn tay của mình lên, nhìn ngón tay trò bị đứt rời của mình, lặng lặng thúc giục tạo hóa công. Nhưng mà tạo hóa phù văn lại bị phá diệt kiếp xâm nhập ăn mòn rồi. Dù cho là tạo hóa huyền công thì cũng không cách nào có thể khiến ngón tay mọc dài ra được. Nghiên Thiên Phi gỡ châm cài tóc của mình xuống. Nàng nhìn thấy mái tóc trắng xóa của mình tung bay, không khỏi u oán thở ra một tiếng. Cùng Thiên Tôn tế ra trường tiên và chiếc kèn của mình, Tường Thiên Phi thì đã động chui dao trong tay, thu hồi lại hai phần Trảm Thần Huyền Đao, gây dựng lại thần đao. Phía sau lưng Hạo Thiên Tôn có một bóng người dịch chuyển, bảo quang mờ mịt hóa thành một chiếc chuông lớn lơ lửng. Hai vị thái cực cổ thần thở dài, thúc giục thái cực sa bàn ở sau đầu mình, thở hổn hển chửi thề hai câu, bày sẵn tư thế đã sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Chỉ có Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn, dù cho là đã già nua nhưng vẫn giữ được dáng vẻ thong dong, chờ đợi Tần Mục nói xong di ngôn sẽ lập tức tiễn đưa hắn ra đi. Tần Mục bật cười thành tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn Huyền Đô đã bị định trụ, lại nhìn sang Nguyên Đô và U Đô một chút, thấp giọng nói: Lão ngoan đồng. Đột nhiên dáng chiều đầy trời mãnh liệt thu hồi lại, thần tàng lĩnh vực bao gồm cả Huyền Đô, U Đô và Nguyên Đô gào thét, dũng mãnh lao vào trong cơ thể hắn. Sắc mặt Tường Thiên Phi chợt biến, vội vàng cao giọng nói: Hắn đã nói xong di ngôn rồi, nhanh tiêu diệt hắn. Toàn bộ thần tàng lĩnh vực của Tần Mục giống như là một chiếc cầu vồng bị nuốt trôi, thoáng cái đã chui vào trong cơ thể của hắn. Ngàn vạn vị cổ thần ẩn chứa bên trong thần tàng chia nhau ra tọa lạc từng khiếu huyệt bên trong cơ thể Tần Mục. Lúc này sắc mặt Tường Thiên Phi đã trắng bệch, nàng không nói thêm gì nữa, lập tức thi triển hai thanh Trảm Thần Huyền Đao công kích Tần Mục, còn lạnh lùng nói: Đám ngu ngốc các ngươi, tuyệt đối không thể để nhục thể hắn dung hợp với lĩnh vực của hắn được. Trong lòng người của các vị thiên tôn và cổ thần còn lại, trái tim chợt đập mạnh một cú. Chỉ thấy trong chốc lát, linh thai thần tàng lĩnh vực đã bị Tần Mục hấp thu hoàn toàn. Lĩnh vực tương dung với nhục thể của hắn, tổ đình cũng chậm rãi biến mất không thấy đâu nữa. Thậm chí ngay cả những thiên cung tổ hợp với thiên đình quay chung quanh hắn cũng đã biến mất trước mi tâm của Tần Mục. Thứ duy nhất không bị hắn dung nhập vào cơ thể chính là gốc thế giới thụ kia. Tay phải của Tần Mục từ sau lưng đưa lên trước, hàn mang tản ra, nghênh tiếp hai thanh Trảm Thần Huyền Đao đã lao đến trước người hắn. Hai tay của Tường Thiên Phi run rẩy, khó có thể khống chế được hai thanh thần đao kia. Song đao như rồng thoát khỏi bàn tay của Tường Thiên Phi, chỉ sau một khắc, kiếm quang của Tần Mục đã vọt đến trước mặt nàng. Tường Thiên Phi nhanh chóng lùi lại phía sau. Trong lúc đó, Hỏa Thiên Tôn đã thúc giục đạo hỏa ngang nhìn đánh tới. Ở bên kia, Thạch Kỳ La cũng đã điều khiển hai vị thần khí ngự thiên tôn dũng mãnh nghênh đón kiếm quang của Tần Mục. Tuy rằng thần khí ngự thiên tôn đã già nua, thân thể cũng đã biến chất, nhưng mà thực lực vẫn như trước, không phải chuyện đùa. Một vị thần khí ngự thiên tôn thúc giục công pháp của Hạo Thiên Tôn, vị thần khí ngự thiên tôn khác thì lại thi triển công pháp của Hiểu Thiên Tôn. Nhưng bởi vì tu vi là của Thạch Kỳ La, thế cho nên không cách nào có thể triển khai được đến mức tận cùng. Nhưng mà chiến lược của bọn hắn thật sự không phải có thể đùa được. Nhưng mà sau một khắc, kiếm quang của Thần Mục đã xuyên qua 28 tòa chư thiên đạo hỏa của Hỏa Thiên Tôn. Kiếm quang đã tiến đến trước mặt của Hỏa Thiên Tôn. Sắc mặt Hỏa Thiên Tôn chợt tái nhợt, thân hình lóe lên, liên tục lui về phía sau. Kiếm quang kia đột nhiên hóa thành tử khí, một phần thành hai, nghênh tiếp hai vị thần khí ngự thiên tôn. Chỉ một thoáng, khắp bầu trời đã lả tả đầy cánh hoa màu tím, chẳng khác gì một biển hoa mênh mông. Tử mạch hoa giản khách. Hai vị thần khí ngự thiên tôn quát đớn một tiếng, hùng hồn như tiếng sấm. Trong khoảnh khắc, những bông hoa tím kia ập tới, đã dùng thần lực vô thượng của mình phá vỡ một chiêu này. Nhưng rồi những đóa hoa kiếm màu tím kia vẫn xuyên qua thân thể của bọn hắn, khiến cho khí huyết của bọn hắn lập tức rỉ ra. Hoa màu tím càng lúc càng nhiều, nhanh chóng khiến nguyên khí của bọn hắn rút cạn. Hai vị thần khí ngự thiên tôn cũng vì vậy mà cử động được khó khăn hơn. Thạch Kỳ La ẩn nấp ở phía sau lưng của vị thần khí ngự thiên tôn, gã thấy được những bông hoa màu tím kia một phân thành hai, hai phân thành bốn, vô cùng vô tận, thì hoảng sợ vô cùng. Nhưng đúng vào lúc này, Lăng Hiên Thần Hoàng chợt thúc giục đạo quả từ một bên đánh tới, y triển khai Thái Sơ Thần Thông
chấn vỡ vô số cánh hoa màu tím. Những cánh hoa màu kia thì nhau hóa thành tiên thiên nhất khí. Lăng Hiên Thần Hoàng cười lạnh một tiếng, hai tay liên tục đẩy về phía trước. Cùng lúc đó, Tần Mục chợt xoay ngược chuôi kiếm, khom người cúi đầu. Oanh một tiếng, thân thể hai người lại chấn. Lăng Hiên Thần Hoàng cắn chặt răng, thi triển hết thảy pháp lực. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng sụp đổ, mấy cái răng còn lại trong miệng của y cũng đã lung lay lìa hàm. Lăng Hiên Thần Hoàng than đi một tiếng buồn bực, cảm thấy khí huyết trong thân thể của mình không còn dồi dào như lúc trước. Lúc này pháp lực của Tần Mục lại ập tới, vậy mà lại vô cùng quần quật, buộc y phải lảo đảo lùi về phía sau. Trong nháy mắt y lùi lại thì Thạch Kỳ La cũng vọt tới. Gã lướt qua hai thần khí ngự thiên tôn, phất tay một cái, một đạo đại uyên hiển hiện bao trùm trên đỉnh đầu của Tần Mục. Đại uyên kia giống như là một cái miệng lớn không ngừng ọt ọt muốn nuốt chừng cả người Tần Mục. Tì tì, giọng nói già nua thô kệch của Thạch Kỳ La vang lên. Nghiên Thiên Phi bỗng xuất hiện, trong tay nàng cầm theo một chiếc châm cải tóc. Chiếc châm kia hóa thành một đạo kiếm quang hùng ác đâm vào trong đại uyên. Dưới sự thúc giục của hai người kia, đạo đại uyên kia có thể nuốt chừng cắn nát hết thảy mọi thứ. Hai đóa hoa sen liên tục xoay tròn, giống như muốn dung hợp lại với đại đạo đại uyên kia, kết thành một đóa hoa. Cùng lúc đó, Cung Thiên Tôn cũng phi thân tới. Nàng ta thổi kèn, tiếng kèn vang lên. Thạch Kỳ La cùng với Nghiên Thiên Phi vốn đã cạn kiệt khí huyết thì đột nhiên lại dồi dào. Lúc này hai đóa hoa sen chợt run rẩy, hòa làm một thể. Thân thể của Nghiên Thiên Phi và Thạch Kỳ La biến chất, khí huyết không dồi dào như lúc trước, nhưng Cung Thiên Tôn lại dùng tiếng kèn để giúp khí huyết vốn đã khô cạn của bọn hắn lại lần nữa sôi trào. Có được sự trợ giúp của Cung Thiên Tôn, khí huyết hai người tràn đầy, lập tức thi triển đạo pháp của mình đến mức tận cùng. Sắc mặt Nghiên Thiên Phi và Thạch Kỳ La chợt tươi tắn hẳn, nhưng mà trong tích tắc, hai đóa hoa sen dung hợp lại, đột nhiên từ bên trong đại uyên lại xuất hiện một đạo kiếm quang, chặt đôi đại uyên thành hai khúc, ngay cả đóa hoa sen cũng bị cắt ra làm hai phần. Một dáng người từ từ bay ra khỏi đóa hoa sen bị chia cắt kia. Cung Thiên Tôn vội vàng thúc giục Trường Tiên, một chiếc roi quét tới quận đến người nọ. Đồng thời vừa hay lúc này Tổ Thần Vương đã kịp thu hồi 48 đạo thiên đạo chí bảo của mình, hợp nhất chúng lại hóa thành một thanh trường thương. Trường thương đâm thẳng vào lồng ngực của cái người bị roi của Cung Thiên Tôn quấn chặt kia. Tổ Thần Vương dùng hết sức lực, người kia lập tức chia năm xẻ bảy. Đấu với 10 vị thiên tôn sao? Ngươi còn kém cỏi lắm. Tổ Thần Vương thu trường thương về, không kịp thở đã cười cười nói. Nhưng khi tiếng cười của gã còn chưa kịp dứt thì một kiếm đã bay tới, xuyên thủng mi tâm của y, khiến cả thân thể của y liên tục bay về phía sau. Thân thể Cung Thiên Tôn liên tục xoay tròn, trường tiên bay lên, chợt thấy một bàn tay lớn phá vỡ vô số bóng roi, chế trụ đầu lâu của nàng, khiến cho người của nàng lao nhanh nện xuống mặt đất. Cả người Cung Thiên Tôn bị nện lún sâu vào trong lòng đất, chỉ có hai chân là lòi ra bên ngoài. Hai vị thần khí ngự thiên tôn đều phi thân tới, một trước một sau công kích trên lưng và ngực của người kia. Thạch Kỳ La vô cùng kinh hỉ, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng gã chợt kinh hoàng bởi vì căn bản người nọ cũng không có ngực và lưng, bốn phía đều là gương mặt của người kia. Xích Minh Thần Nhân Tuyệt. Trên cơ thể của Tần Mục, cơ bắp quần quận, hắn chợt quát một tiếng, hai vị thần khí ngự thiên tôn đã bị nhấc lên sau đó ném mạnh xuống. Bàn tay hắn nhấc lên, kiếp kiếm đã bay tới, kiếm quang lập lòe lìa cắt đầu lâu của hai vị thần khí ngự thiên tôn. Thạch Kỳ La và Nghiên Thiên Phi cùng nhau gào la. Lúc này Tần Mục lại giơ tay trái cao lên, trở tay liên tục đánh ra dấu quyền, trường ấn, cổ tay hắn liên tục xoay tròn đánh ra đủ loại ấn pháp, không ngừng oanh lên thân hai người kia. Thạch Kỳ La và Nghiên Thiên Phi ngã xuống lăn ra ngoài. Tần Mục thu tay về, bước lên trước một bước. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, lạnh nhạt nói: luận về thần thông, các người không thể bằng ta. Ở phía xa xa, Tường Thiên Phi đã lén lén đút đút nhảy nhanh lên phía trên một cành cây của đạo thụ, tiến vào dòng sông hỗn độn thứ 13, phá sóng mà đi, chỉ để lại bóng lưng. Tường Thiên Phi bỏ chạy. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của mọi người. Tổ, Hư, Cung, Thạch, sắc mặt của bọn họ đều tái nhợt. Ở bên trong 10 vị thiên tôn, người duy nhất biết cách qua sông chính là Tường Thiên Phi. Bây giờ nàng lại chạy rồi, vậy thì chẳng phải là những người khác sẽ bị vây chết ở đây sao? Chỉ cần trời cao cũng có tuổi, vậy thì không một ai có thể chịu đựng được rồi. Căn bản là bọn hắn còn chưa kịp thoát khỏi nơi này đã phải chết già trên đường về rồi.
nàng không chạy thoát được. Hiểu Thiên Tôn thản nhiên nói, ở chỗ này dù là kẻ nào thì cũng không thể chạy thoát được. Trước tiên cần phải đối phó với Mục Thiên Tôn, việc này quan trọng hơn. Hạo Thiên Tôn đưa mắt nhìn y một cái, ánh mắt nhấp nháy, thầm nghĩ. Xem ra hắn biết được một vài bí mật của Ngọc Kinh Thành Tổ Đình, vậy nên mới khẳng định Thái Đế chạy không thoát. Hắn là từ đâu tới mà biết được những bí mật kia? Dù cho lúc này Tần Mục đang bộc lộ ra một thân thực lực kinh diễm tuyệt luân, nhưng mà Hạo Thiên Tôn cũng không hề để ở trong mắt. Đối với gã mà nói, Tần Mục thực sự chưa đủ khả năng để làm đối thủ của gã. Từ đầu tới cuối đối thủ của gã chỉ có Hiểu Thiên Tôn chưa thể nhúc nhích kia mà thôi. Chỉ có gã mới có được sự cường đại của Hiểu Thiên Tôn. Thực sự Tần Mục còn kém gã quá nhiều, nhưng còn Hiểu Thiên Tôn lại mang đến cho gã một cảm giác sâu không lường được. Muốn ngăn cản sự xâm nhập của kiếp nạn tan vỡ, ngoại trừ gốc quái thụ Mục Thiên Tôn kia ra thì còn có một biện pháp khác. Phụ thân, người cũng đã từng bước thực hiện biện pháp này sao? Trong lòng Hạo Thiên Tôn lặng im thầm nhủ. Ở bên trong lịch sử dài đằng đẵng, ta không chỉ từng đánh bại người, còn đánh bại cả Vân Thiên Tôn, đánh bại Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, cũng đã từng đánh bại Thái Đế. Ta không chỉ có thể đánh bại ngươi một lần, mà còn có thể đánh bại ngươi lần hai, lần ba, thậm chí có thể đánh chết ngươi. Hai người lặng lặng đứng trên đạo thủ, ánh mắt của Hạo Thiên Tôn từ chỗ Hiểu Thiên Tôn rời đi, mà Hiểu Thiên Tôn thì đang tập trung quan sát trận ác chiến giữa mấy vị thiên tôn khác với Tần Mục. Gương mặt y già nua, nhưng ánh mắt thì lại thâm sâu, đáng sợ. Lúc ánh mắt của Hạo Thiên Tôn rời khỏi thân y, trong mắt y chợt gợn từng tia hào quang. Không hổ là con trai của ta, cũng đã nghĩ ra phương pháp ngăn cản kiếp nạn tan vỡ xâm nhập. Hoặc là nói, hắn đã sớm nghĩ ra rồi, vậy nên mới không sợ ấy. Thiên đình... Ánh mắt y có thái sơ chi khí mờ mịt. Chỉ khi đạt đến 36 thiên cung thiên đình cảnh giới mới có thể cường đại giống như người thành đạo vậy. Đến một bước đó rồi, chúng ta sẽ chính là những người dùng lực lượng để thành đạo. Là người thành đạo, chỉ cần không rơi vào trong lòng sông, chìm vào trong kiếp nạn tan vỡ, vậy thì căn bản là lực lượng ăn mòn kiếp nạn tan vỡ cũng chẳng thể nguy hại gì tới người thành đạo như ta. Trong khoảng thời gian ngắn, thống nhất 36 tòa thiên cung, điều này y có thể làm được. Mà từ phản ứng của Hạo Thiên Tôn xem ra thì có lẽ Hạo Thiên Tôn cũng đã làm được một bước này. Trận chiến đấu cuối cùng giữa các vị thiên tôn chỉ có thể là cha con chúng ta. Ở bên dưới, Tổ Thần Vương, Hòa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Thạch Kỳ La, Nghiên Thiên Phi, Hư Thiên Tôn và Lăng Nghiên Thần Hoàng đang vây công chém giết Tần Mục, quần chiến kịch liệt. Mái tóc trắng của Tổ Thần Vương phấp phới, gã triển khai đạo lĩnh vực của mình uy phong lẫm liệt. 28 tòa chư thiên đạo hòa của Hòa Thiên Tôn nở rộ, liên tục gào thét chuyển động. Hư Thiên Tôn thì triển khai U Đô Ma đạo lĩnh vực. Trong đám người kia, chiến lược của Lăng Nghiên Thần Hoàng là mạnh nhất. Thái Sơ Thần Thông xuất thần nhập hóa cũng là người mang đến mối uy hiếp lớn nhất cho Tần Mục. Còn Thạch Kỳ La thì liên thủ với Nghiên Thiên Phi, hai người thi triển Quy Khư Thần Thông quần anh hội tụ. Cung Thiên Tôn thổi kèn giúp khí huyết mọi người luôn luôn ở trạng thái dồi dào, khiến cho chiến lược của chư vị lão già tăng lên gấp đôi. Nhưng dù vậy, khi đối mặt với 30 tầng kiếm đạo của Tần Mục, mọi người đều cảm thấy có chút gắng sức. Bất kể là bọn hắn tấn công Tần Mục từ phương hướng nào thì đều đối mặt chính diện với Tần Mục. Tuy rằng Tần Mục đã thu hồi thần tàng lĩnh vực vào trong cơ thể, nhưng mà lĩnh vực của hắn phát ra vẫn phát huy tối đa tác dụng. Dù là bọn hắn thi triển chiêu thức gì thì cũng đều bị Tần Mục ngăn cản lại. Tần Mục giống như mọc ra thêm vô số cái đầu và cánh tay, kiếm trong tay của hắn cũng như biến thành vô số lưỡi kiếm. Cái gì mà ba đầu sáu tay, cái gì mà thiên thủ thiên nhãn, căn bản đều kém xa đinh thai thần tàng lĩnh vực quán. Ở bên trong lĩnh vực quán, hắn chính là chúa tể duy nhất, một vị tứ diện thần, không có bất kỳ góc chết nào. Thần thông của bọn hắn giống như đều bị Tần Mục nhìn thấu. Bất kể là loại thần thông nào thì cũng chỉ trong một tích tắc ngắn đều sẽ bị Tần Mục nhìn ra nhược điểm. Mục Thiên Tôn thần thông lập đạo thực sự không phải là lời nói ngoa. Hiện tại tạo nghệ thần thông của Tần Mục giống như là thiên phú bẩm sinh vậy. Cho dù là thần thông nhập đạo của Thiên Tôn thì trong mắt hắn cũng chẳng có bất kỳ bí mật nào. Thậm chí ngay cả hệ thống thiên cung của Thiên Tôn, hệ thống thần tàng của Thiên Tôn ở trong mắt quán nhìn đâu cũng có nhược điểm. Lúc thần thông biến hóa thành đại đạo của Tần Mục,
thì tất cả đạo pháp thần thông trong thiên hạ thì đều không có ai có thể vượt qua hắn. Hơn nữa, trong tay Tần Mục còn sách kiếm, uy lực của kiếm mạnh mẽ vô cùng, thậm chí vượt qua cả thiên tôn Chi Bảo, khiến cho bảy vị đại thiên tôn càng lúc càng thấy bị đè ép. Lúc trước, tu vi của Tần Mục còn lâu mới đuổi kịp hắn, thân thể càng không thể mạnh mẽ bằng bọn hắn. Nhưng hiện tại, bọn hắn đều bị đại kiếp phá diệt xâm nhập, bất kể là thân thể hay tu vi, đến cả nguyên thần thần thức đều kém xa Tần Mục. Tần Mục mới là người cường đại nhất trong số bọn họ. Tám người qua lại chém giết trên đống di tích Ngọc Kinh Thành, bị kẹp giữa hai dòng sông hỗn độn. Thân hình nhanh chóng lướt qua, đủ loại thần thông liên tiếp xuất ra. Cho dù là thiên tôn thì bọn hắn cũng không cách nào có thể thoát ra khỏi sự ảnh hưởng bởi cuộc chiến đấu trên đống di tích này. Tất cả đều bị hỗn độn khí trên hỗn độn Trường Hà bao phủ, ăn mòn. Đùng một tiếng, một cây giáo tiên đột nhiên bay lên, quất vào đầu Hư Thiên Tôn. Thân thể của Hư Thiên Tôn run rẩy, nguyên thần bị một roi kia rút ra khỏi cơ thể, chia lìa với nhục thân. Một kiếm của Tần Mục bay tới, trực chỉ mi tâm của nàng. Lúc này Hỏa Thiên Tôn chợt chuyển lên, đứng chắn giữa người Hư Thiên Tôn. Hai tay gã đánh pháp quyết, 28 tầng chư thiên đạo hỏa gào thét bành trướng. Kiếm quang suy suy một tiếng xuyên qua 28 tòa chư thiên. Hỏa Thiên Tôn cả kinh, vội vàng né tránh. Kiếm quang lóe lên, hai chiếc trường giác trên đỉnh đầu Hư Thiên Tôn lập tức bị chém rụng mất một chiếc. Cung Thiên Tôn vung roi quét qua, cuốn lấy thân thể của Tần Mục. Đột nhiên, roi của Cung Thiên Tôn đứt gãy thành từng khúc, là bị kiếm quang của Tần Mục cắt đứt. Cung Thiên Tôn vội vàng quay người né tránh, từng đạo kiếm quang lượn lờ cao thấp quay xung quanh nàng. Cung Thiên Tôn bộc phát thần thức, nhưng mà kiếm quang khẽ động, hóa thành tiên thiên nhất khí, phá vỡ vô số tầng ảo cảnh. Mạng ta đến đây sao? Cung Thiên Tôn vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên Tổ Thần Vương đã thúc giục Thiên Đạo Chi Bảo, hóa thành một bảo luân hình câu, ầm ầm dựng thẳng trước mặt nàng, liên tục thay đổi thành rào chắn. Từng đạo kiếm quang biến thành tiên thiên nhất khí, đâm vào Thiên Đạo Bảo Luân. Thân thể Tổ Thần Vương liên tục đổi lên, cơ bắp quần quần, chỉ cảm thấy mỗi cỗ lực lượng kinh khủng từ bên trong đạo bảo luân kia chuyển tới, xâm nhập vào trong người y, giống như là muốn chấn cho thân thể của y nổ tung. Cung Thiên Tôn chờ mình lại thổi kèn, chiếc răng duy nhất còn sót lại trên hàm răng bay ra ngoài. Cuối cùng thì chiếc răng cuối cùng của nàng cũng không giữ được nữa rồi. Khí huyết Tổ Thần Vương lập tức tăng vọt, cuối cùng cũng ngăn cản được một chiêu này. Hai tay y xê dịch, Thiên Đạo Bảo Luân xách ra, lập tức hóa thành Thiên Đạo Đại Đỉnh trấn áp Tần Mục. Nhưng trong khoảnh khắc Thiên Đạo Bảo Luân tách ra, bàn tay của Tần Mục lại đánh vô số ấn pháp, ấn lên Thiên Đạo Bảo Luân. Tổ Thần Vương than lên một tiếng buồn bực, 48 món Thiên Đạo Bảo Luân lập tức bành trướng thành trí bảo, bay toán loạn bốn phương tám hướng. Tổ Thần Vương phi thân lên không trung, thiên đạo lĩnh vực nở rộ, định trụ từng món thiên đạo trí bảo, muốn thu hồi tất cả lại. Mà vào lúc này, Tần Mục lại đưa ngón tay, một thiên đạo trí bảo xuất hiện trong tay hắn. Thiên Cương Đạo Binh. Khóe mắt Tổ Thần Vương giật giật, vội vàng thúc giục thiên đạo lĩnh vực, nhưng y chỉ cảm nhận được 48 món thiên đạo trí bảo đang chen chúc nhau bay đến trong tay Tần Mục. 48 món thiên đạo trí bảo kia chính là thiên đạo đạo binh do Huyền Đô Thiên Đạo biến thành lúc trước Thiên Công chết. Trong lúc đó, Thiên Cương Đạo Binh đứng đầu, làm chuẩn quy tắc chung cho những món đạo binh khác. Thiên Cương Đạo Binh rơi vào trong tay Tần Mục, còn 48 món đạo binh khác thì rơi vào trong tay của Hồng Thiên Tôn. Thiên Sát Đạo Binh thì Trảm Thần Huyền Đao của Tường Thiên Phi hấp thụ, biến thành món thiên đạo đạo binh cuối cùng, cũng là món đạo binh có uy lực mạnh nhất. Tổ Thần Vương đánh nghén, giết chết Hồng Thiên Tôn, vậy nên 48 món thiên đạo đạo binh trong tay ông ta cũng rơi vào trong tay y. Nhưng mà tất cả thiên đạo đạo binh đều bị Thiên Cương Đạo Binh khống chế đấy. Nếu như Tổ Thần Vương giữ được chiến lực như trước đó thì Tần Mục cũng không thể nào dùng Thiên Cương Chui Đao để đoạt đi chí bảo của y. Nhưng mà hiện tại lại là lúc y suy yếu nhất. Thiên Cương Đạo Binh vừa hiện hiện, 48 món đạo binh đã đồng loạt bay tới, cùng với đạo binh trong tay Tần Mục hình thành 49 loại thiên đạo. Người đừng có mơ tưởng luyện hóa chí bảo của ta. Tổ Thần Vương phi thân bổ nhào tới, nhưng lại bị một quyền của Tần Mục nện xuống đất, tất cả răng trong hàm còn lại cũng đều bị đánh nát rồi. Tay trái Tần Mục vung Thiên Cương Đạo Binh, 49 món thiên đạo chí bảo đột nhiên hợp nhất, hóa thành một thanh đại phù bổ xuống đầu Tổ Thần Vương. Cạch một tiếng, lúc này thì Thạch Kỳ La và Nghiên Thiên Phi đều đã giết đến. Bọn họ liên thủ đánh hắn rơi vào trong Quy Khư Đại Uyên. Nhưng rất nhanh, Đại Uyên đã bị búa bổ ra, Tần Mục xách đại phù lên,
Thạch Kỳ Lan lập tức đầu lìa khỏi cổ, cả người gã hóa đá, hóa thành một con quái vật không đầu, nhanh chóng rút lui. Nghiên Thiên Phi cũng lập tức lui về. Bảy thiên tôn tụ tập lại một chỗ. Hiện tại hư thiên tôn đã bị đánh gãy một sừng, Thạch Kỳ La thì mất đầu, Tổ Thần Vương thì mất thiên đạo chí bảo, Cung Thiên Tôn thì mặt mày hốc hác. Nghiên Thiên Phi, Hỏa Thiên Tôn và Lăng Nghiên Thần Hoàng cũng chẳng chiếm được bất cứ tiện nghi nào. Tế Thiên Đình. Bảy vị thiên tôn đột nhiên quát lớn. Sau đầu bọn hắn, từng tòa thiên cung hiển hiện, tổ hợp thành bảy đại thiên đình. Sau lưng của mỗi vị thiên tôn đều có một tòa đại thiên đình, bên trong có 33 tòa thiên cung, hoặc là 34-35 tòa thiên cung cả. Thiên cung của bọn họ đều ảm đạm, không còn bóng sáng. Nhưng mà trong tích tắc, thiên cung tổ hợp thành thiên đình lại giống như được hồi quang phản chiếu. Thần quang từ trong thiên đình phóng lên trời, có dấu hiệu khôi phục lại vinh quang ngày xưa. Bảy tòa đại thiên đình cấu kết bích hợp, tổ hợp lại với nhau vô cùng đồ sộ. Cho dù bảy vị thiên tôn tóc tai đều đã bạc trắng, nhưng giờ phút này lại hào khí vạn trượng. Bảy nguyên thần riêng phần mình tọa trấn trong thiên đình, tất cả đồng thanh pháp lực cuồng bạo, đồng thời đẩy ra phía trước. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn đã thi triển ra tất cả thần thông cường đại, Minh Tinh thống nhất ra, đồng loạt đánh đến chỗ của Tần Mục. Xu thế đâu chỉ là phôi thiên cái địa. Giờ khắc này, ngay cả hỗn độn chí khí ở hai bên bờ sông cũng bị đẩy lùi. Nước sông hỗn độn cũng cuồn cuộn, giống như đang run sợ trước uy năng khi bảy vị đại thiên tôn liên thủ lại. Tần Mục gầm lớn một tiếng, kiếp kiếm trong tay đâm về phía trước, nghênh đón một kích liên thủ của bảy đại thiên tôn. Tầng thứ 30 kiếm đạo, phá kiếp. Kiếm quang quán đâm xuyên qua một kích liên thủ của bảy vị thiên tôn, nhưng mà lại không cách nào có thể nghiền ép hao tổn lực lượng của bảy vị đại thiên tôn. Sức ép kia tuy kiếp kiếm có thể chống chịu được, nhưng mà nhục thể hắn thì không thể. Bành một tiếng, thân thể của Tần Mục nổ tung, hóa thành một màn huyết vụ. Nhưng rất nhanh, huyết vụ đã ngưng tụ, thân thể hắn khôi phục, nhưng cũng chỉ nổ thêm một lần nữa. Ở bên dưới thế giới thụ, thân thể Tần Mục phá rồi lại hợp, chỉ có thể nhìn được một dáng người mờ ảo nổ tung, ở trong huyết sắc thần quang ngưng tụ lại, rồi lại nổ tung, sau đó lại tụ hợp, lặp đi lặp lại. Kiếm quang quán xuyên thẳng tới, không ngừng oanh kích thế công của bảy vị đại thiên tôn. Oanh một tiếng, ở bên trong cơn chấn động vô cùng kinh khủng, bảy vị đại thiên tôn bị hất tung tứ phía, từng tòa thiên đình tan rã, tách ra thành từng tòa thiên cung sàn sát. Thiên cung cũng vỡ tan, sụp đổ. Ở giữa không trung, bảy vị thiên tôn đồng thời nôn ra máu. Chỉ trong nháy mắt, trên thân thể của bọn họ đã không biết xuất hiện bao nhiêu vết kiếm. Tần Mục bay lên trời, khom người cúi đầu. Nghiên Thiên Phi lập tức nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tần Mục lại lần nữa cúi đầu, muốn triệt để bái chết Nghiên Thiên Phi, thì đột nhiên lúc này có một tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông cực lớn sau lưng Hạo Thiên Tôn bay ra, chấn động phát ra tiếng kêu chói tai, bay đến trước mặt của Tần Mục. Thanh quải trượng của Thách Dịch sau lưng Tần Mục chậm rãi bay lên, rơi vào trong tay trái của hắn. Hắn để ngang quải trượng, đẩy lùi chí bảo của Thái Tố Thần Nữ, cả cánh tay bị nghiền ép tới mức run rẩy. Nhưng mà trong tay hắn, kiếp kiếm vẫn đập lời hào quang, đâm đến chỗ của Nghiên Thiên Phi. Đúng vào lúc này thì Thái Cực Sa Bàn hô lên một tiếng, liền vắt ngang trước người của Nghiên Thiên Phi. Nội tâm Tần Mục thoáng trầm xuống, đã thấy hai vị Thái Cực Cổ Thần một trái một phải phi thân tới. Bọn hắn đang dùng Thái Cực Cổ Thần ngăn cản kiếm quang của hắn. Hai vị cổ thần hợp lực xuất kích, hoàn toàn chấn nát Thạch Kỳ La. Thái Âm Nương Nương đảo tay, xoáy màn huyết vụ do Nghiên Thiên Phi hóa thành lên. Còn Thái Dương Cổ Thần thì vươn tay bắt lấy nguyên thần của Thạch Kỳ La, cười nói: Đế Hậu Nương Nương, Nguyên Mẫu Phù Nhân, cơ duyên của các người đã tới rồi. Sau ngày hôm nay, các người sẽ thành đạo. Hai vị cổ thần đánh Nghiên Thiên Phi và Thạch Kỳ La vào bên trong Thái Cực Sa Bàn, sau đó lập tức mang theo Sa Bàn phi thân trở ra. Ánh mắt của Thái Âm Nương Nương rơi trên gương mặt Tần Mục. Mục Thiên Tôn, chúng ta hồi báo ngươi chuyện thứ nhất. Tần Mục ngẩn ra, nhẹ nhàng gật đầu. Tính là một chuyện, còn thiếu hai chuyện nữa. Hai vị cổ thần di chuyển trên đống phế tích Ngọc Kinh Thành, đột nhiên hai chiếc đuôi rắn giao thoa, từng dãy núi nguy nga xuất hiện, núi non trùng trùng điệp điệp, mà bọn hắn thì nhanh chóng biến mất vô tung. Tổ Thần Vương, Cung Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn và Lăng Hiên Thần Hoàng thì ngã xuống trên mặt đất. Hỏa Thiên Tôn dãy giụa đứng lên, nhưng rồi lại nằm bẹp dí trên mặt đất, không cách nào có thể đứng dậy được.
Tần Mục cất bước tiến đến trước Hỏa Thiên Tôn. Kiếp kiếm trong tay hắn vẫn còn nhỏ từng giọt máu, đùng đùng nhỏ lên trên phế tích Ngọc Kinh Thành. Đột nhiên hắn dừng bước. Phía trên đạo thủ, Hạo Thiên Tôn đột nhiên bày ra dáng vẻ tươi cười, nhưng mà điệu bộ kia thực sự không giống với cười, càng không phải là khóc. Ta thắng. Gã cười ha ha. Rốt cuộc ta đã thắng rồi. Đã không còn là Nghiên Thiên Phi, không còn Thạch Kỳ La, không có Thái Cực Cổ Thần. Trận chiến này rốt cuộc ta cũng đã thắng rồi. Gã cất tiếng cười to. Sau đó phía sau đầu, từng quần sáng hiện hiện, 35 tòa thiên cung hiện ra ngay sau gáy gã. Thái Tố thần nữ nhẹ nhàng nâng bàn tay ngọc ngà khấu trừ chiếc chuồng lớn. Tiếng chuồng vang lên, sau đầu Hạo Thiên Tôn lập tức hiện ra tòa thiên cung thứ 36. Từ trong cơ thể của gã bộc phát ra một lực lượng vô cùng kinh khủng. Thân thể già nua của Hạo Thiên Tôn một lần nữa tản ra sức sống, nghịch chuyển già yếu, dần dần khôi phục lại thanh xuân. Tần Mục cau mày nhìn về phía Hạo Thiên Tôn. Đó là lực lượng của người thành đạo, nó phát ra từ trong cơ thể của Hạo Thiên Tôn. Các bạn vừa nghe xong tập số 369 của bộ truyện Hắc Tây Du. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.